Xin chào các bạn, mình là Bùi Tú Trang. Hiện tại mình là CEO của thương hiệu Changwon Cosmetic. Hiện nay Changwon được phủ sóng trong toàn quốc và vươn ra rất nhiều các nước trên thế giới. Với tiêu chí là chất lượng lên hàng đầu, Changwon đã có hàng trăm, hàng ngàn khách hàng tin dùng và sử dụng sản phẩm. Giờ đây Changwon đang rất là tự hào khi đạt rất nhiều danh hiệu nổi tiếng. Khi các bạn đến với Changwon thì các bạn không phải lo lắng về những vấn đề về vốn, về khó khăn về kinh tế, khó khăn về kinh nghiệm, mà các bạn sẽ có được một cả ekip hỗ trợ. Ngoài ra, các bạn sẽ được đào tạo từ chuyên gia hàng đầu marketing. Sau đây mình xin giới thiệu chuyên gia hàng đầu lĩnh vực marketing đã phối hợp và hợp tác với mình để đào tạo các bạn trong thời gian sắp tới. Thạc sĩ Nguyễn Phan Anh. Vâng, xin chào các bạn. Tôi là Phan Anh, CMO, chuyên gia về marketing online. Và rất vui được chia sẻ với các bạn những lý do mà các bạn nên trở thành đại lý của Changwon Cosmetic. Thứ nhất, đó là việc lựa chọn sản phẩm. Thì Changwon Cosmetic là mỹ phẩm và dược mỹ phẩm. Đây là những cái sản phẩm rất là dễ bán, có nhiều người mua. Và thị trường thì hiện nay cũng có rất là đa dạng và có nhiều cơ hội cho chúng ta. Thứ hai là thương hiệu đã có mặt trên thị trường 3 năm nay vẫn tồn tại và phát triển tốt trong một cái thị trường cạnh tranh khốc liệt như vậy, chứng tỏ sản phẩm có chỗ đứng trên thị trường và được khách hàng đánh giá cao. Sản phẩm có những tác dụng chính rất là tốt, công dụng được ghi nhận và đặc biệt là không có tác dụng phụ. Sản phẩm được cấp phép và giấy chứng nhận một cách đầy đủ. Và CEO Bùi Thu Trang là một phụ nữ rất nghiêm túc, có sự quyết tâm trong công việc và trong quá trình kinh doanh. Thương hiệu đang bán rất tốt tại thị trường nước ngoài và tại thị trường Việt Nam. Hiện nay chúng tôi có hàng nghìn đại lý trên thị trường và rất mong muốn có thêm được những đại lý như các bạn. Và về quyền lợi của đại lý thì rất là rõ ràng, chính sách chiết khấu cao, đơn hàng nhập tối thiểu là thấp, được hỗ trợ đào tạo liên tục thông qua live stream, thông qua video chuyên nghiệp, thông qua hội thảo, thông qua hỗ trợ đội nhóm. Chúng tôi có 11 nhân viên marketing để hỗ trợ cho các bạn hiện nay. Và con số này sẽ không ngừng tăng lên nếu như mà số lượng đại lý tiếp tục được mở rộng. Về cái đào tạo thì chúng tôi sẽ tập trung vào đào tạo bán hàng trên Facebook, trên Zalo, phát triển đại lý, kỹ thuật chốt sale, phát triển đội nhóm, truyền động lực và truyền cảm hứng trong công việc, kỹ năng khởi nghiệp dành cho phụ nữ, bán hàng đa kênh, vân vân. Và đặc biệt là Changwon Cosmetic còn có chính sách bảo hiểm dành cho đại lý trung thành. Và nếu như mà các bạn bỏ ra một số tiền 10 triệu, 20 triệu để đi học một khóa học bây giờ, trong khi đó thì các bạn chỉ bỏ ra mất vài triệu đồng để trở thành đại lý, các bạn được hưởng toàn bộ các chính sách đào tạo và hỗ trợ khởi nghiệp của Changwon Cosmetic và trực tiếp là tôi, thì rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Người ta nói rằng là muốn đi nhanh thì đi một mình, mà muốn đi xa thì phải đi với nhiều người. Chúng tôi rất mong muốn là được đi cùng với các bạn, giúp đỡ các bạn trong công việc và giúp đỡ các bạn gia tăng thu nhập nhờ bán hàng cùng với thương hiệu Changwon Cosmetic. Và điều cuối cùng tôi muốn chia sẻ về rủi ro, đúng không ạ? Khi nói đến kinh doanh thì người ta sẽ nói đến lợi ích và rủi ro. Rủi ro của Changwon Cosmetic khi các bạn làm đại lý là bằng không, bằng không, tôi nhấn mạnh, bởi vì không ai vỡ nợ, không ai phá sản, không ai bị nghèo đi vì các bạn bỏ ra vài triệu đồng để nhập hàng và trở thành đại lý. Nhưng rất nhiều người đã trở nên giàu có hơn, có công ăn việc làm, có thu nhập tốt hơn, được đào tạo bài bản chuyên nghiệp, được hỗ trợ về khởi nghiệp và các bạn có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Đó là điều mà tôi và chị Trang, CEO của Changwon Cosmetic mong muốn. Một lần nữa, chúng tôi rất hy vọng là có thể được đồng hành và hỗ trợ các bạn. Vâng, thưa các bạn, với bao năm startup, Changwon đã tự tin giúp đỡ hàng ngàn cô gái từ những bà mẹ bỉm sữa, những nhân viên, cán bộ văn phòng thu nhập thấp trở thành những người có thu nhập cao và có thể lên tới hàng trăm triệu đồng. Vậy còn chần chừ gì nữa khi các bạn không tham gia cùng chúng tôi ngay ngày hôm nay? Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.